Ok, thì hôm nay mình được chia sẻ tiếp tục một cái phiên bản mới cập nhật cho anh em theo cái dòng công nghệ ấy. Đó là phân biệt laptop mới 100% với lại cái laptop hàng OLED, hàng Refurbished, hay anh em còn gọi là nôm na là hàng loại 1 và loại 2. Thì trên tay của mình là cái thùng bên ngoài, cái thùng bên ngoài thì nó hàng máy mới nó như này. Tất nhiên là số tách bên ngoài và cái đây, cái đặc điểm nhận diện là niêm phong của nó này. Em quay cái niêm phong này. Đấy, cái thùng bên ngoài trước đi, chúng ta sẽ đi cái thùng mới của máy mới trước. Hàng loại 1 thì cái niêm phong họ như thế này. Đấy, đeo xịn sò từ Mỹ về là nó như thế này. Có cái mã vạch anh em kiểm tra luôn của Dell. Có cái khóa cho được nữa. Rồi cái cạnh bên kia đi cho anh, cạnh bên kia. Không, vẫn cái máy mới nhưng mà cạnh bên kia. Rồi. Đấy, đầy đủ thông tin, đó là máy mới người ta để luôn cả cấu hình ở đây cho mình này. Đầy đủ cấu hình. Tất nhiên cái thùng này hơi khập khiễng tại vì mình so sánh cái của XPS là cái Ultrabook cao cấp nhất của Dell 2023 và dòng Inspiron, có là một cái cao nhất và một cái thấp nhất. Dòng Dell Inspiron là dòng phổ thông. Đấy, cho nên là cái thùng nó cũng chỉ đơn giản này thôi, nhưng mà cái chính là cái niêm phong này mình giới thiệu cho anh em biết. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là hàng Refurbished. Đấy, em cất cái thùng mới xuống đi. Rồi, xong. Đấy là cái thùng, hiện biết đầu tiên cái thùng nó sẽ đẹp và xịn sò hơn. Còn đây là thùng Refurbished thì người ta đóng gói đơn giản này thôi. Nhưng người ta cho mình đủ thông tin là đấy, ghi rõ chi tiết, vẫn cho mình số xếp vân tay. Đấy, Line New, Refurbished, OLED. Đấy, anh dễ hình dung, đấy em khui ra cho. Ghi hẳn chữ bên ngoài luôn. Rồi, khui hết ra cho. Thực ra là hôm nay là tiện cái dịp mình trả hàng cho anh khách. Thì cùng cấu hình, cùng model hàng OLED thì nó tiết kiệm được hơn chục triệu tại thời điểm nhé, hiện tại tháng 7 2023 thì là anh em đang đặt cái XPS Plus ấy, thì mai không ấy, cùng cấu hình ngày mới nó rơi khoảng tầm 42 triệu 500, thì hàng OLED thì về tay chỉ 39 triệu thôi, 29 triệu. Sorry. Có nghĩa là nó tiết kiệm được cho mình khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Thì chúng ta quan tâm đến cái hình thức bên trong, người ta sẽ tối giản đi về cả cái đóng gói đó. Cái quan trọng để anh em dễ xuống tiền và quyết định là xem cái hàng loại 2 nó khác loại 1 như nào. Loại 1 thì không phải bàn rồi, loại 2 thì in mình sẽ đi cận cảnh luôn. Là nó không chảy xước gì này, người ta để cho mình cái tem vào đấy. Cái tem OLED thì rất là rõ. Nghĩa là mình sẽ quay cận cảnh một chiếc, còn chiếc kia là cũng giống nhau thôi. Anh em quan tâm đến hình thức của nó. Tổng quan. Ok, còn phụ kiện đi kèm, em xem anh có những cái gì. Thì mình sẽ quay chi tiết luôn. Phụ kiện đi kèm thì đợt này nó vẫn sạc, với lại nó có một cái nhỏ nhỏ bên trong này, cái cổng chuyển đó là USB-C sang A. Rồi, tổng quan là vậy. Rồi, để đấy tổng quan. Có nghĩa là mình trên tay có là mình quan sát trực tiếp ấy, thì cái này nó không có cái chảy xước gì cả, nôm na là nó như máy mới luôn. Để anh em có thông tin để mình so sánh và dễ đưa ra quyết định tại sao mình được tiết kiệm một khoản nó là như vậy. Cái hàng này không phải dễ nhập, nhập từ Mỹ về đã khó rồi, nhưng thỉnh thoảng săn được cái đợt hàng này giá cực kỳ tốt. Còn anh em mà quan tâm máy mới thì mình build trực tiếp từ cái link website nhà sản xuất tại Dell thì mình lấy được cái cấu hình theo yêu cầu của mình. Còn cái này là một đợt chỉ có một cấu hình vậy thôi, mình không có lựa chọn về cấu hình. Cái model mình đang chia sẻ đây là trang bị con chip là Intel thế hệ thứ 12 1260p, RAM 16GB và ổ cứng SSD 512, màn hình OLED, phần được trang bị màn hình LED có cảm ứng. Tổng quan. Rồi, như thường lệ thôi, bây giờ là mình sẽ tiến hành bung cái Windows bản quyền và chuyển về địa chỉ cho anh em thôi. Ở đây một cái để chuyển về cho anh em ở Hà Giang, còn một cái là anh em ở Cầu Giấy đây thì mình sẽ xử lý luôn cho kịp tiến độ để giao cho các khách hàng. Rồi, tổng quan. Bắt hai con à? Chả hai con một lúc à? Chả có cái tem đằng sau đúng không? Có cái tem đúng không? Có, đây được. Bạn ra lấy từ đâu đấy? Hôm nay ba con là đi luôn buổi chiều đúng không? Mai đem hai con lên.